Ayo, welcome back. Chào mừng các bạn đã trở lại tập tiếp theo trong series podcast coffee cùng mình và Tuấn Anh và một bạn khách mời của tập hôm nay, đó chính là bạn Nguyễn Đức Cảnh. Cảnh giới thiệu về Cảnh với các bạn đi. Anh thì Tuấn Anh thì quen quá rồi. Giới thiệu về tên này, công việc của em. Ok. Chào các bạn, mình là Cảnh, mình đang là founder của K3 Media Equipment. Mình hiện sinh năm 2003 và đang vẫn còn đi học. Cảnh hiện tại đang có một cái production hả? Hay là gì? Equipment để thuê những cái thiết bị máy quay hay là đèn rồi đó, các bạn có thể liên hệ Cảnh, thì mình sẽ để cái link của cái nơi làm việc của Cảnh ở dưới cái description nha. Rồi hôm nay thì mình mời Cảnh, mình với Tuấn Anh để nói với các bạn một cái chủ đề về cái dòng máy Sony. Thì cái tập trước thì chê Sony nhiều rồi, thì tập này mình sẽ nói về Sony thì có những cái ưu điểm gì, cái khuyết điểm gì thì mình cũng chia sẻ các bạn. Bởi vì những cái thiết bị Sony full frame á, A7, A74, A7S III hiện tại á, nó giá của nó không có rẻ chút nào, cho nên các bạn, mình muốn chia sẻ để các bạn có những cái thông tin để các bạn tìm hiểu về cái thiết bị đó, các bạn tránh những cái trường hợp là xài tiền nó không có đúng rồi bán đi bán lại thì tốn kém rất là nhiều. Đáng lẽ cái tập này á, là tụi mình có quay một cái video podcast về cái S3 với Andrew, nhưng mà hôm đó thì sự cố chưa có bấm chưa có bấm record, cho nên mấy anh em ngồi nói quá trời luôn, nhưng mà không có, rốt cuộc là không có bấm, cho nên nhưng đây là cũng sau đó Andrew, sau đó Andrew bận, cho nên tập này mình nhờ Cảnh lên chia sẻ luôn. Thì Cảnh là một trong những người cho thuê thiết bị Sony và cũng sử dụng thiết bị Sony luôn, thì mình muốn chia sẻ câu chuyện này trên cái khía cạnh là người dùng trực tiếp cái thiết bị đó. Rồi ok, Tuấn Anh có nói gì thêm không? Không, chắc mình cứ vô chủ đề. Đây hỏi lắm kìa. Thì mình nghĩ là chắc là mình cũng không cần phải giới thiệu gì nhiều qua sơ dòng máy này, vì nó cũng ở thị trường một thời gian rồi, nên các bạn cũng biết gần hết rồi. Thì chắc mình sẽ vô trực tiếp với cảm nhận của Cảnh ấy, cái người mà xài Sony từ đó tới giờ luôn thôi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào tập hôm nay với chủ đề chúng ta sẽ nói về những cái khía cạnh về hai cái thiết bị full frame của Sony là A74 và A7S III. Thì những cái thiết bị này nó sẽ phù hợp với những bạn có những cái nhu cầu gì thì tìm đến những cái thiết bị nào, A74 hay là A7S III. Let's do it. Thật sự là A7S III và A74 cũng ra một cái thời gian rất là lâu rồi. Và những thiết bị, những cái dòng máy của Sony thì đa phần không có, nó quá nhiều thông tin và quá nhiều người sử dụng mà không có gì nhiều để mà nói về những cái spec hay là những cái gì hết. Cho nên chúng ta sẽ chia sẻ về cái khía cạnh là người dùng thiết bị đó sau một thời gian. Cụ thể đây là qua cái câu chuyện của Cảnh. Tiên á, thì chúng ta sẽ nói về Sony đi. Thì mình cũng đã từng là những ngày, ngay từ những ngày bắt đầu vào quay phim á, thì mình cũng là người sử dụng Sony và Tuấn Anh cũng sử dụng Sony. Còn Cảnh thì sao? Từ lúc bắt đầu thì em sử dụng thiết bị gì mà bây giờ em chuyển qua full Sony như vậy? Thì ngay từ lúc bắt đầu mà em làm phim á, thì là em đã bắt đầu dùng con Sony A6300 là chiếc máy ảnh đầu tiên của em. Và câu chuyện về chiếc 6300 rất là bi đát, tại vì chiếc 6300 đó em vào tới khi nó chết và nó không lên được nữa. Ghê vậy luôn hả? Chính xác, nó chết nó không lên nữa. Và con máy ảnh thứ hai tiếp theo là con R2, và đến hiện bây giờ là A74 và A7S III là hai con em đang sử dụng thời điểm hiện tại. Ok. Rồi thì Cảnh có thể chia sẻ về những cái gì đó mà Cảnh quyết định chuyển qua cái dòng full frame của Sony. Từ Cảnh xài crop trước đó là 6300 là nó là dòng crop đi. Vậy thì những cái gì đó làm cho Cảnh chuyển qua xài cái full frame của Sony? Và những cái trong cái thời gian sử dụng đó đó thì có những cái vấn đề gì xảy ra mà mình chưa hài lòng, hay là mình hài lòng và mình gắn kết với Sony cho đến ngày hôm nay không? Thì vấn đề mà lý do mà mình chuyển từ crop lên full frame cũng là do là nhu cầu khách hàng. Nhu cầu hình ảnh nó sẽ nâng cấp. Thì ngày xưa thì crop thì nó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của mình, cá nhân mình cảm nhận. Và cái thứ hai là nhu cầu khách hàng, thì mình thấy là đến lúc mình hình nâng cấp rồi thì mình lên full frame cũng vì lý do đó. Nhất là chất hình ảnh, thứ hai là về build quality của nó nữa. A6300 nó cũng khá là ỏm ẻm nên không thích. Chuyển lên A7S III và A74 thì mình cảm nhận là A74 thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu cả quay và chụp rất là tốt. Còn S3 thì cũng tốt về mảng chụp, nhưng mà với điều kiện là sẽ không crop hình, tại vì cảm biến của A7S III chỉ có 12 megapixel. Về A74 thì chất lượng chụp hình file RAW của nó rất là tốt. Theo cảm nhận của mình thì nếu như mà RAW của A74 nó có thể ngang RAW của A7R3, tại vì file RAW chụp hình của A74 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 65 m đến 70 m trên một bức hình. Khá là nặng, nó là RAW không nén. còn RAW nén thì sẽ giảm đi một nửa. Nó sẽ tùy vào nhu cầu công việc của các bạn. Ví dụ các bạn chụp cần nén hay không nén thì đó nhu cầu của bạn. Nén thì không nén nó sẽ chất lượng nó cao hơn, do giữ chi tiết của highlight và shadow tốt hơn. Đó là về phần chụp. Về phần quay thì A74 vẫn đáp ứng được nhu cầu quay tốt, do nó có là 4K 10 bit và 4K 30 frame 60 frame. Nhưng mà điểm bất lợi của A74 so với S3 là A74 quay 4K 60 frame sẽ là crop, tức là ở Super 35 mode. Còn A7S3 ở mức 4K 60 frame thì là full. Đó là phần em khá quan ngại, khá không thích về A74 về cái phần 4K 60 frame. Ok, thì mình tóm tắt lại cái ý của Cảnh là Cảnh là một cái người dùng hybrid, có nghĩa là với cái nhu cầu mà cho thuê thiết bị á, thì Cảnh đã hướng đến những cái người ta thuê để ta quay phim. Nhưng đối với nhu cầu mà làm công việc của Cảnh á, cá nhân á, thì Cảnh còn chụp hình nữa. Cho nên Cảnh quan tâm Sony ở cái khía cạnh là chụp hình và cả quay phim luôn. Ok, rồi còn về những cái khía cạnh mà Cảnh chia sẻ đó là những cái sự khác nhau, những cái sự nâng cấp từ A74 lên A7S3 nó có cái gì khác nhau đó. Thì mình cũng chia sẻ luôn, thì hai cái máy mà các bạn đang thấy A74 và A7S3 đó là cái giai đoạn chuyển đổi giữa cái máy ảnh A7 của Sony từ codec 8-bit H264 lên những cái codec 10-bit lớn hơn. Đó, thì bây giờ Tuấn Anh có thể chia sẻ cái mặt về gọi là kỹ thuật, về cái thông số của hai cái máy nào để mình dành cho thiết bị da. Thì đầu tiên đi, Tuấn Anh nói với chia sẻ các bạn về cái sự, Tuấn Anh cũng có xài rồi hai cái máy này đúng không? A7 xài chưa? A74 xài chưa? A74 chưa. Để chưa, chỉ xài A7S3 thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ để anh nói trước cái phần này đi ha. Rồi xong rồi Tuấn Anh sẽ chia sẻ về cái mặt kỹ thuật. Thì các bạn mình chia sẻ các bạn cái dòng A7 của Sony á, nó sẽ chia ra những cái phân khúc. A70 á thì nó sẽ hướng đến cái người dùng gọi là hybrid, kiểu như là có chụp ảnh và có quay phim. Rồi cái A7R thì nó hướng đến cái người dùng là chuyên chụp ảnh, bởi vì cái 10 megapixel của nó và nó có một cái chế độ gọi là cái gì đó, nói chung là cho hỗ trợ cho chụp ảnh á, cái gì cho những cái hình tấm hình lớn đó. Không, nó có một cái gì để hồi anh nhớ anh nói nha. Rồi còn cái dòng S á, là cái dòng chuyên cho những người quay phim, cho nên những cái dòng S á, cái megapixel, cái sensor thì vẫn là cái sensor full frame, nhưng megapixel của cái khung ảnh á, nó chỉ là 12 megapixel thôi. Ba cái phân khúc này nó hướng đến ba cái đối tượng người dùng khác nhau, cho nên mình so sánh ở đây là mình so sánh giữa A74 và A7S3 thì nó có thiên hướng về cái người dùng quay phim, cho nên mình không có nói về cái người dùng chụp ảnh, cho nên mình không có nói về dòng R. Ok, thì đầu tiên Tuấn Anh chia sẻ các bạn về cái thiết kế đi. Thì từ ngày mà mình xài A6300 đó, rồi xong lên A73 đó, rồi bữa nay là cái thiết kế của A74 và A7S3. Thì về ngoại hình đầu tiên đó, mình thấy A74 và A7S3 nó không có khác nhau nhiều. Nhưng mà về cái chất lượng từ A73 lên thì em thấy như thế nào? Nếu mà nói về chất lượng jump in quality giữa A74 với A7S3 ấy, thì mình thấy là cái chất lượng nó nhảy cao lên nhiều nhất ấy là về mảng quay phim. Chứ về mặt chụp hình thì mình đã thấy là Sony đã đó giờ đấy, file RAW, nhất là file RAW đã là tốt nhất đó giờ rồi. Chỉ là đó giờ A73 thì là 8 bit thôi, còn bây giờ lên được cái này thì là lên được 4K 60 mà 10 bit 422 trong codec H264, H265. Đúng là 422 nha. 422 nha, 10 bit 422. Không như những cái bit mà các bạn biết của Lumix. Trước đó. Thật ra nếu những bản nào mà xài kiểu phổ thông bình thường mà các bạn không có quan trọng hóa cái việc kéo màu này nọ ấy, thì có thể các bạn sẽ không có để ý được cái phần 8 bit với 10 bit. Nhưng mà một khi các bạn đã quay log profile như S-Log3, S-Log2 ấy, thì các bạn sẽ thấy là thực sự cái 10 bit 422 nó rất là cần thiết, nhất là cho S-Log3. Tại vì nếu mà trong 8 bit các bạn kéo của S-Log3 ấy, thì mọi thứ nó bể hết. Thì cái đó là cái mà jump in quality lớn nhất về cái mảng quay phim của bên Sony. Còn về mặt thiết kế ấy, thì mình nghĩ là Cảnh sẽ là người cảm nhận tốt hơn, vì Cảnh là người ăn nằm ngủ với Sony luôn. Đó là người sử dụng trực tiếp. Ok, thì từ A73, A72 lên A74 và A7S3 thì phần thay đổi lớn nhất chính là phần bán cầm của nó. Đây, các bạn có thấy là phần bán cầm nó thay đổi rất là lớn. Phần A73 ngày xưa mình không thích một cái á, là phần bán cầm nó rất là nhỏ, thành ra là tay mình cũng khá là to nữa, nên là khi mà quay phim hay chụp hình mà những cái cú handheld á thì mình cầm sẽ rất là khó, và trong việc sử dụng đi lại thì nó khá là trơn trượt nữa. Thì lên A74 với S3 thì cái bán cầm nó đã tự thay đổi, là nó làm cho phần bán cầm bự ra, mình cầm rất là dễ dàng. Đến phần tiếp theo là về phần những cái mod chuyển chế độ ở trên A74 á, thì là nó đã được thay đổi, là nó có cái mod chuyển quay chụp nhanh ở đây để mà có thể chuyển qua từ quay qua chụp rất là nhanh, chỉ cần gạt một phát là đã quay qua quay chụp. Để cầm cái mic cho. Rồi, ok. Rồi. Về tiếp theo nữa là phần đăng tiền nhất của dòng A7S 3 và A74 chính là màn hình lật. Đó, giúp cho các bạn có thể quay được những cái khu low angle hay là high angle rất là dễ dàng, không cần monitor rồi. Và chắc chắn là sẽ có cảm ứng rồi. Ok. Chúng ta có thể auto focus chấm điểm vào trên monitor rất là dễ dàng. Rồi. Và tiếp theo nữa là về phần thẻ nhớ thì trên A74 và A7S 3 thì chắc chắn sẽ có là cổng thẻ CF cho tốc độ truyền và đọc rất là cao. Mà nó cũng mắc nữa. Đúng rồi, nó cũng mắc. Nó không rẻ. Rồi, ok. Rồi, về phần pin thì vẫn là xài pin chung với A73. Pin G. Yeah, pin G. Yeah. Ok, rồi thì sau vừa rồi là những cái chia sẻ của Tuấn Anh với Cảnh về cái thiết bị A74 và A7S3. Và bây giờ là tới mình. Mình cũng là một cái người mần mò mê Sony từ ngày A6300 rồi, mình cũng xài A73 thì mình cũng chia sẻ rồi. Thì cái đầu tiên á, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình ngưng, mình không có dùng Sony nữa. Và bây giờ cái mình cảm nhận ở Sony á, như Cảnh nói á, cái bán cầm này cực kỳ chắc luôn. Ngày trước á, A73 cái bán cầm này mình cặp hụt, hơi bị hụt, có nghĩa là cái bàn tay của mình ôm không có chọn cái bán cầm này, cho nên là cái việc mà sử dụng lâu á, mà cho nên cái bàn tay mình lúc nào cũng gồng lên một chút xíu vậy nè, nó mỏi, theo thời gian nó mỏi. Còn về tiếp theo á, những cái mà như Cảnh chia sẻ á, Cảnh quên nói các bạn á, là Sony họ còn thay lại cái cách mà họ gắn những cái cổng kết nối này. Ngày trước như A73 mình rất là bực cái cổng này nè, mà khi gỡ ra nó rất là nhúc nhích, nó lồng thòng á, nó lung tung, không hiểu sao mà họ thiết kế vậy được luôn á, nhìn rất là khó chịu ha. Bây giờ thì họ đã gắn những cái này, nó khích lại, có nghĩa là cái cách thao tác đóng mở á, nó đã chắc chắn hơn và đã gọn hơn. Rồi tiếp theo flip screen thì bây giờ nó đã tiện cho những bạn mà họ quay những cái low angle shot rồi, bây giờ chúng ta có thể lật ra coi. Nhưng mà nó cũng là một cái bất lại là chúng ta sẽ bị che cái cổng HDMI. Đó cũng là một cái mình chưa thích ở những cái thiết kế của những cái flip screen hiện tại. Rồi về tiếp theo á, là về những cái mod này nè, các bạn thấy ngày trước á, Sony họ để cái nút record ở đây, đúng không? Bây giờ thì với những cái máy mà các bạn để ý, những cái máy Cine quay á, thường á, mình sẽ cầm nó cái cầm này xuống vậy nè, tại vì mình sẽ cầm top handle, thì cái việc mình bấm nút á, thường mình sẽ bấm ở trên này. Thì bây giờ Sony họ hướng đến cái đối tượng người dùng quay phim gần hơn, cho nên là cái nút record họ cũng dời ở đây. Nhưng mà có nhiều người họ không thích nha, họ không thích cái vị trí này, bởi vì cái tay của họ họ bấm như vậy nó dễ hơn. Tiếng Anh không thích. Ok, thì ok thì những cái này mình custom lại được nha. Trong cái menu của function á, thì mình custom lại được mấy cái nút này theo cái custom của mình. Ok, thì cái này cũng không có khó chịu. Nhưng mà cái việc mà bố trí ở đây á, mình thấy được điều gì? Thấy được Sony họ hướng đến cái người dùng quay phim chuyên nghiệp hơn. Chuyên nghiệp là tại sao? Khi bạn quay phim mà bạn gắn monitor đồ này nọ thì bạn phải cầm qua top handle, chứ không ai cầm vậy hết trơn á. Đó, cho nên cái việc mà cái nút bấm này nó sẽ dễ hơn cho người ta thao tác. Nhưng mà người dùng cá nhân cầm một body, một lens đi á, thì cái nút ở đây nó tiện hơn. Ok, và còn cái mình thích ở Sony nữa mà sau lúc mà qua Fuji mình bị mất, đó là lúc mà mình bấm record nó có tiếng. Còn qua Fuji là không có tiếng luôn. Lúc mà người ta bấm hay là người ta không bấm mình cũng không biết luôn. Đó, thì cái âm thanh mà record của Sony là một cái âm thanh rất là quen thuộc, cái bấm cắt đó. Đó, nó cũng gây ám ảnh rất là nhiều. Rồi, còn một điểm nữa là mình rất là thích trên hai dòng này, đó là cái màn hình nó rất là đẹp. Đúng, chính xác luôn. Đúng rồi, hai cái màn hình rất là đẹp, khi mà cho khách hàng coi review lại á, cái này cực kỳ thích luôn. Còn cái màu sắc của màn hình Sony từ xưa tới giờ nó mang tiếng là xấu rồi. Nó xấu cả về cái gọi là cái chi tiết điểm ảnh, và nó xấu về cái màu nữa, nó sai màu cực kỳ luôn. Nhưng mà bây giờ thì cái nó cải tiến về cái gọi là sao ta, menu nó cải tiến, và cái chất lượng hình ảnh hiển thị nó cải tiến, mình có thể quan sát được chính xác hơn, đúng không? Nhà Tuấn Anh có ý kiến gì? Thì đó là những cái điểm mà mình thấy là nâng cấp từ cái ngoại hình và những cái thay đổi về bên trong của cái dòng gọi là đây gọi là một cái generation mới của bước tiến của công nghệ của Sony dòng A7 đó. Nãy giờ mình nói về những cái mặt thay đổi và những cái gọi là hướng đến người dùng, ưu ái cho người dùng hơn, Sony đã biết lắng nghe hơn. Vậy thì mình nói tiếp về những cái nhược điểm đi, những cái nhược điểm trong quá trình sử dụng, cả về cái cách sử dụng và cả về cái chi phí mình bỏ ra để sử dụng nữa. Thì Cảnh là người sử dụng trực tiếp, thì Cảnh có những cái ý kiến gì trong cái quá trình sử dụng này? Thì các bạn cũng biết rồi, thì bây giờ thì giá thành của máy ảnh đang tăng rất là cao, và Sony cũng không làm ngoài việc đó. Để mua được một chiếc A74 hay A7S III các bạn sẽ phải bỏ số tiền khá là lớn. A74 thì bây giờ sẽ rơi khoảng tầm từ 63, còn A7S III thì sẽ khoảng 82. Thì với một cái giá thành đó thì cũng khó khăn khá nhiều so với những bạn sinh viên. Cao. So với những bạn sinh viên hoặc là so với những bạn có điều kiện không được khá chẳng hạn. Thì ok, nó là phần giá tiền. Còn về cái phần mình không thích, thì phần không thích duy nhất ở trên A74 đó chính là bị overheat khi mà quay ngoài nắng. Có overheat và mình đã gặp rồi. Overheat của A74 thì nó xảy ra khi mà các bạn quay dưới nắng và các bạn xả sụp. Xả sụp ở thời lâu một xíu, khoảng tầm từ 30 phút đến 1 tiếng là nó sẽ bị overheat và ngắt không cho quay nữa. Là em có bị. Còn S3 thì em chưa bao giờ gặp. Em nghĩ là chắc là A74 nó dùng đùa chip á. Do cái thiết kế nữa. Nghĩa là ngay từ cái lúc như mình nói đó, A7 nó có 3 dòng hướng đến 3 đối tượng người dùng khác nhau. Thì với cái khả năng làm việc của thằng A7 á, thì nó A74 á, thì nó hướng đến cái người dùng gọi là nửa này nửa kia. Nhưng mà A7S3 nó là hướng đến cái người dùng quay phim, thì họ sẽ ưu tiên cái thiết kế của cái thiết bị của họ là hướng đến cái người dùng quay phim với cái tần số, với cái tần suất nó cao hơn. Còn với A7 là nó có trường hợp đó, nhưng mà như em nói là overheat với cái codec lớn hay là codec nhỏ nó cũng bị overheat luôn. Codec nhỏ thì chưa bao giờ bị, nhưng mà để lên max luôn là 4K, 422, 10 bit. Yeah, có nghĩa là do cái thiết kế của nó chưa có chịu nổi. Chính xác. Ok. Còn về A7S3 thì chắc cái điểm em không thích nhất là chắc do là nó chỉ là body máy ảnh. Okay. Nó là máy quay trong body máy ảnh, đó là em không thích nhất thôi, còn lại thì nó ok. Có nghĩa là nó đáp ứng được những cái nhu cầu sử dụng của em. Đúng, chính xác. Rồi, bây giờ tiếp là cái về cái chi phí bỏ ra để sử dụng đi. Như hồi nãy anh nói đó, thì họ đổi về những cái thét, họ đổi về luôn về cái thẻ nhớ. Để các bạn quay được những cái codec lớn trên hai cái thiết bị này, bạn cần phải sử dụng cái thẻ tốt, cái thẻ có màu vàng của Sony á, thì cái thẻ đó giá tiền nó cũng hơi chua đó. Ok, nhưng mà bạn quay những cái codec lớn á, thì với cái dung lượng cái thẻ đó nó không là gì hết trơn á. Nó có cái giải pháp cho chúng ta quay ra SSD hay là gì không? Rồi cái chi phí bỏ ra cho những cái thẻ nhớ đó thì em là nó cao hay không? Thì em thấy thì 4,5 triệu bỏ cho một cái thẻ nhớ 80GB nó cũng khá là cao so với những cái bạn gọi là máy ảnh này. Cái gì? Cái 8GB hả? 80GB mà, em thấy 80GB. 80GB. Anh thấy em cũng nghe 8GB, em hơi lắc. 8GB. Em kêu 80GB. Thì cái thẻ màu vàng, thẻ top của Sony á, thì nó cũng khá là cao, 4,5 triệu so cho một cái thẻ 8GB, 80GB. Thì đó cũng là cái giới hạn lớn nhất của cái phần của cái hộp hai body này ở cái phần thẻ. Cao lên này. Đã có body rồi thì sẽ không thiếu lens. Đúng rồi. Đúng, lens GM vậy của Sony, đó là một cái thứ gì rất là hút máu. Các bạn đã hiểu. Đó, that's it. Cái này mà thấy cái cam này là hơi né đi nha, nó đau thận đó. Thì lens GM của Sony thì nó cũng tiền khá là cao, nhưng mà chất lượng nó mang lại cũng rất là tốt. Tại vì do là cái thấu kính và cái đắt sắt ra miếng. Đúng, đắt sắt ra miếng. Rồi Cảnh có bao nhiêu cái GM này không? Chia sẻ luôn đi. Thì hiện giờ thì mình đang đặt về 2470 GM Mark II, nhưng mà 1 tháng 6 mới có hàng. Và thêm là 70-200. Rồi tất cả các dòng tiêu cự lens GM của Sony. Thì nếu các bạn muốn trải nghiệm thì có thể qua bên K3 Media, K3 Rental House để mình cho các bạn trải nghiệm từng loại lens GM. Ok. Rồi bây giờ thì tới Tuấn Anh đi. Thì nãy giờ Cảnh là chia sẻ về cái mặt của Cảnh là người dùng có những vấn đề đó. Còn Tuấn Anh thì cái người dùng cũng hay lâu cũng chọt qua xài S3 nè. Gần đây có mấy chớp xài S3 nè. Thì Tuấn Anh thấy có những cái giới hạn hay là những cái gì Tuấn Anh chưa thích? Nãy giờ mọi người nói sơ qua về cái nhược điểm của mấy con này rồi. Thì mình xin tổng hợp lại là cái nhược điểm lớn nhất ý, khi xài mấy dòng máy này ấy, là price, tiền. Rất là đau thật luôn. Cái việc bạn mua một cái body đã là 82 triệu rồi, bạn sẽ phải mua một cái lens nữa là bao nhiêu tiền Cảnh? Thì giờ nhưng mà nó có nhiều, nó có đúng nhiều rồi. Dòng. Nhưng mà GM thì nó sẽ dao động khoảng tầm rẻ nhất là 24 và mắc nhất là 60. Thì nôm na là 24 cho tới 60 triệu thêm một cái lens nữa. Tại vì bạn có thể mua được cái từ bên thứ ba như là Sigma, nhưng mà mình đã trải nghiệm qua cả từ dòng GM tới dòng Sigma. Thì nếu bạn thực sự muốn một cái autofocus tốt và reliable thì bạn nên chọn dòng GM. Còn không thì ít tiền hơn chọn Sigma cũng được. Nhưng mà nếu vậy thì what is the point of buying this? Đó. Thì cái đó là cái nhược điểm đầu tiên. Cái điều thứ hai là cái phần flip screen ở đây. Thực sự là mình vẫn rất là khoái cái flip screen, nhưng mà đôi lúc mình lại muốn tiêu nó lên thôi chứ không phải flip không. Thì hiện tại chỉ có một hãng nó vừa làm một cái flip và một cái tiêu thôi, thì đó là Lumix. Thì mình mong muốn là ước gì sau này Sony cũng có thể làm được cái cái kiểu dạng cái flip screen vào tilt screen cùng một lúc thì nó sẽ tiện hơn. Tại nhiều khi không phải lúc nào mình cũng muốn flip ra, trừ khi mình vlog thôi. Đó, thì đó là cái nhược điểm thứ hai. Cái nhược điểm thứ ba ấy, là cái việc là thẻ nhớ quá mắc, trong khi đó codec thì quá nặng. Codec quay rất là tốt, mình rất là ok với cái điều mà Sony đã bỏ cái codec 10 bit vô. Nhưng mà cái việc là cái pricing của cái thẻ nhớ ấy, giá của nó ấy, nó rất là cao so với cái nhu cầu của mình. Ước gì mà cái thẻ nhớ tốt hơn tí ấy, thì mình có thể mua mấy cái dòng thẻ nhớ top của CF Express Type A hay Type B đó của bên Sony. Có những cái option cho mình quay bằng SSD hay là những cái ngoài. Thật ra thì nó có một option cho mình quay bằng SSD, nhưng mà chỉ với A7S III đó là quay qua Ninja V. Nhưng mà nếu mà mua Ninja V thì các bạn tốn thêm 20 củ nữa, thì lúc đó bạn quay qua SSD được ProRes RAW. Nhưng mà nếu mà các bạn rig lên nhiều quá ấy, thì nó lại bất lợi cho các bạn, mất cái giá trị cái việc là lý do tại sao ban đầu mình chọn máy này, để mình có một cái sự portability nhiều hơn. Thì nếu mà bạn rig lên nhiều quá thì vậy thôi các bạn, tại sao không mua những máy khác, máy Cinema hay máy Blackmagic? Với cái giá tiền này thì dư sức chọn những cái dòng Cine. Đúng rồi, với cái giá tiền này thì các bạn dư sức chọn những cái dòng khác Cine budget như là Pocket 6k, 4k, hay thậm chí là các bạn không có tiền mà các bạn đi thuê Red Komodo quay thử cho sướng cũng được. Đó, thì là mấy cái đó. Thì đó là lý do tại sao mình lại chọn cái thiết bị này, là sự nhỏ gọn. Thì đó là sự nhỏ gọn. Còn cái nhược điểm cuối cùng mà mình không thích ở đây á, cũng là nhược điểm đau đớn nhất luôn, là cho dù là codec 4K 10 bit 422 đi nữa, nhưng mà cái image quality của Sony mình vẫn chưa thể ưng được, nhất là về color science. Mặc dù mình đã cố gắng lắm rồi, bên Sony cũng kiểu như là cũng có vẻ improve rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà mình vẫn không thể ưng nổi được cái image quality về mặt quay nhá. Mình không nói về mặt chụp, về mặt quay là mình chưa thể ưng được thực sự. Với giá tiền này và image quality tốt hơn, các bạn có thể chọn được những hãng khác, Lumix, Fuji, thậm chí Canon có một vài cái cũng có thể compete với A7S III được. Nên các bạn cũng nên cân nhắc xem là nhu cầu của mình như nào. Các bạn muốn nhanh gọn lẻ, các bạn muốn quay trong low light tốt, các bạn là solo operator thì hãy chọn Sony. Còn nếu mà ngoài cái đó ra các bạn muốn những thứ khác thì hãy chọn hãng khác. Lý do tại sao mình xài nhiều máy là vậy á, tại vì mỗi lần quay là một nhu cầu khác nhau. Đó là những cái nhược điểm mình chia sẻ cho các bạn biết để cân nhắc trước khi mua. Ok, thì nãy giờ Tuấn Anh và Cảnh cũng chia sẻ các bạn những cái điểm mà chưa có thích ở cái dòng A74 và A7S III, và đó cũng là những cái điểm mà mình cũng chưa có thích. Đó, về giá tiền. Đó, về giá tiền thì chúng ta phải nói về cái khoản chúng ta đầu tư và cái khoản chúng ta thu lại. Đó, thì nó bao lâu các bạn, cái đó cũng là cái việc mà tại sao mình lại không thích những cái máy full frame là vậy. Nó cái việc bạn mua body nó không phải là cái điểm cuối cùng, và cái điểm bạn còn phải mua lens nữa. Khi bạn chuẩn bị tiền để mua một cái thiết bị đó thì bạn phải mua body và mua lens, các bạn nên nhớ nha. Nhưng mà các bạn mua một cái body như vậy mà các bạn đi mua những cái lens gọi là rẻ tiền, cái chất lượng quay học nó không có tương xứng với cái giá trị của cái body, thì cái chất lượng hình ảnh các bạn nó không có cao lên được cái nào hết trơn á, mà nó chỉ giải quyết cho các bạn là cái chuyện là các bạn có lens để các bạn sử dụng thôi, nhưng mà cái chất lượng quang học thì nó không có tốt. Đó, cho nên các bạn phải lưu ý cái chuyện đó. Tiếp theo là về cái thiết bị lưu trữ. Đó, như mình Cảnh và Tuấn Anh nói đó, các bạn phải sử dụng cái thẻ TOC của Sony thì các bạn mới xài được hết cái codec của hai cái thiết bị này nó cung cấp. Với cái codec mà Sony nó còn ác như vậy nè, không phải cái codec đó là bạn chọn được hết tất cả frame với lại resolution đâu. Ví dụ bạn muốn quay 4K 120 frame, bạn phải có cái thẻ, cái tốc độ đó nó bị giới hạn kiểu vậy nữa đó. Và ở 74 thì 4K 60, còn S3 thì được 4K 120. Đó, thì các bạn phải sử dụng cái thẻ đó, các bạn mới mở được cái option chọn cái codec đó nha. Các bạn phải lưu ý cái chuyện đó, chứ không phải là cái máy nó cung cấp cái codec đó các bạn gắn những cái thẻ SD mà SanDisk nhỏ nhỏ vào các bạn xài không có được đâu. Các bạn phải bỏ ra một khoản tiền đó. Đó, như Cảnh nói đó, 4 triệu 80 gig. Đó, nó mập 80 gig với cái codec đó các bạn quay cũng được nhiều hết trơn á. Các bạn nên lưu ý cái chuyện đó. Rồi tiếp theo là nãy giờ mình nói về lens, giá tiền, và tiếp theo là về cái ngoại hình. Thật sự mình không thích cái nữa là các bạn nãy giờ không chịu nói hoài luôn, có một cái hình nè không có thay đổi từ A7 Mark 1, A7S 1 cho tới ngày nay cũng cái ngoại hình này. Các bạn nhìn nó chán lắm rồi, nó y chang như nhau à. Chúng ta không có một cái cảm hứng mới trong cái thiết bị của chúng ta. Nó chỉ phình nó to hơn xíu thôi. Nó to hơn để chúng ta cầm nắm nó dễ hơn thôi. Chứ cái thiết kế Sony họ không có nâng cấp giống như những cái dòng Xperia của Sony vậy đó. Cứ vậy là nó vậy. Nó cứ cái kiểu thiết kế này nó không có tạo cái cảm xúc cho bạn. Và cái dòng nâng cấp tiếp theo nó cũng không tạo cảm xúc cho các bạn luôn. Ok, thì đây là những cái điểm mà mình không thích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua những cái điểm thế mạnh và mình thích ở Sony, và chắc chắn những người họ dùng Sony họ đều gì cái đó mà đến với Sony. Ok, đầu tiên mình chia sẻ trước nha. Ok, thì cái mình thấy cái sự nâng cấp đáng giá nhất cái dòng này chính là chống rung, đúng không? Đó các bạn á, cái việc mà các bạn ôm một cái body và một cái lens đi hướng đến những cái người dùng mà họ du lịch, sử dụng những cái thiết bị cho cái nhu cầu cá nhân nhanh gọn lẹ đó, thì với Sony á, các bạn sẽ có được cái khả năng chống rung rất tốt trên body luôn. Mà đây là cái full frame sensor nha. Rớp mà làm chống rung á, nó không có mắc tiền bằng chống rung trên full frame đâu. Ok, mà chống rung đây nó có rớp không? Chống rung ở trên A74 á, thì nó sẽ có 3 mode chống rung. Là mode tắt đây nè, tôi không nói nha. Mà mode standard, tức là mode chống rung bình thường á. Nhưng mà lên một cái mode gọi là cái mode cuối cùng á, cái mode chùm cuối của chống rung luôn á. Thì nó sẽ bị drop khoảng tầm 2.5. Rồi, ok. Yeah. Nhưng mà cái drop nó chống rung kinh thiệt, nó chống rung mặc dù chỉ là chống rung phần mềm nhưng mà chống rung của nó khá đỉnh. Vì cái cơ chế của chống rung mà bằng phần mềm với các bạn, có nghĩa là phần mềm họ sẽ scale cái hình của các bạn, họ sẽ kéo qua kéo lại để cân chỉnh cho nó ở cái khoảng cân bằng, xong rồi nó sẽ crop lại cái phần, thì khi bạn như vậy nó sẽ lòi ra những cái phần đen của cái khung đó. Thì cái việc mà crop đây là để làm gì? Để nó cắt cái phần đen đó. Đó là cái cơ chế của cái chống rung bằng phần mềm hiện tại. Đó thì như vậy thì chúng ta phải hy sinh cái khung hình của chúng ta. Cho nên nếu các bạn sử dụng cái mod đó thì các bạn nên canh cái frame nó hơi rộng ra, nó hơi dư ra một chút xíu. Rồi, về tiếp theo nữa là về cái lợi thế giữa pin. Thì đây cũng là một cái tiếp nối của Sony. Pin thì ngay từ ngày Sony họ đổi lên cái dòng pin Z á, cái dòng pin Z á, thì mình đã thấy cái mức độ mà gọi là bào qua thời gian nó đã cải thiện rất là nhiều so với cái pin trước rồi. Là cái pin của A6300 xưa mình xài đó. Từ ngày mình xài Sony á, trong túi mình chỉ có một cục pin make up thôi, chưa bao giờ mình xài hết 2 cục pin đó luôn. Và thêm cục sạc dự phòng. Và thêm cục sạc dự phòng, hoặc là mình lấy pin từ cái gimbal qua, thì chưa bao giờ mình cần phải đem nhiều. Có nghĩa là nếu bạn là một người đi du lịch, quay những cái gì vlog hay là gì, bạn chỉ cần một body, một cái lens, một cục pin là các bạn làm đủ công chuyện của các bạn rồi. Thì đây là một cái lợi thế. Tiếp theo nữa là về phần mềm, là trong phần sử dụng ở bên trong đó, thì chúng ta có sử dụng được những cái picture profile, nhiều cái định dạng log, có HLG, có S-Log2, S-Log3, Cinetone, không phải Cinetone, Cine4. S-Cinetone là cái màu thôi. Còn mình nói cái định dạng á, nó có Cine4, Cine3 rồi này nọ đó. Rất nhiều luôn. Và với rất nhiều cái định dạng khác nhau thì các bạn có rất là nhiều gamma, color space khác nhau để các bạn lựa chọn cho cái mục đích của các bạn. Và cái sự cải tiến của những cái dòng máy này thì S-Log của Sony trên những cái dòng máy này nó đã lên tới 15 stop cộng dynamic range rồi các bạn, với S-Log3 nha. Đó là một cái dynamic rất là lớn với những cái máy nhỏ như vậy. Còn những cái máy Cine thì sau này thì nó đã cái tiêu chuẩn nó khoảng 15-16 stop là cái chuyện bình thường rồi, những cái máy ra sau này rồi. Đó, mình nói ở đây thì cái việc các bạn lợi thế ở cái dynamic range của các bạn như vậy á, thì nếu các bạn quay một mình ở những ngày mà thời tiết xấu, ánh sáng không có đẹp á, hoặc là những cái vùng mà ánh sáng nó không có được tốt á, thì bạn sẽ lợi thế ở cái dynamic range này với những cái thiết bị của Sony ở cái thế hệ này. Ok. Rồi tiếp theo nữa là một cái S-Cinetone, nó là cái gì? Nó là cái color gì? Nó là một picture profile. Và một cái picture profile mới vừa được cập nhật sau này thôi. Nó mang từ những cái máy Venice của Sony, những cái dòng máy Venice luôn, chính là S-Cinetone. Thì với những cái picture profile đó thì các bạn sẽ có được cái tông da nó đẹp hơn, nó cine hơn là những cái tông da digital. Đó thì Cảnh và Tuấn Anh bây giờ theo thứ tự đi. Thì Cảnh thấy nãy giờ những cái anh chia sẻ đó và những cái cảm nhận của Cảnh đó, nó có phải là thế mạnh không, mà có gì Cảnh bổ sung thêm? Trước khi mình nói về S-Cinetone thì mình xin lưu ý với các bạn một điều là khi mà các bạn vừa mua A7S III hoặc là A74 mới về á, thì các bạn sẽ bất ngờ một điều là sao máy mình không có S-Cinetone. Đó là do là các bạn chưa update firmware. Khi vừa mua máy về thì các bạn sẽ phải update firmware lại máy một lần nữa. Thì khi mà bạn update lên rồi á, thì bạn sẽ có những cái tính năng hiện tại của dòng máy. Về phần S-Cinetone thì mình có cơ hội trải nghiệm qua S-Cinetone của Sony, có cơ hội dùng khi mà mình quay beauty. là cũng được khoảng tầm 2-3 lần thì mình thấy là S-Cinetone nó phát huy điểm mạnh của nó khá là nhiều. Em thấy vậy, em thấy là khi mà dùng S-Cinetone thì nó khác hẳn S-Log3 là nó sẽ ưu tiên về phần da mặt của người hơn. Em quay, nói chung là em có sở thích là đi quay gái. Có link không? Có link không? Mình để đây cho các bạn coi. Các bạn ok, mình sẽ ném phần link quay, mình quay S-Cinetone ở dưới phần mô tả. Anh sẽ gắn cái video đó lên đây luôn. Dạ, yeah, ok. Rồi, về anh Tuấn Anh. Thật ra nãy giờ những cái điểm mạnh thì anh Justin với cả Cảnh đã là chia sẻ hết rồi. Thì cái điểm mạnh duy nhất mà nãy giờ cả ba người đều thích đó chính là S-Cinetone. Mà cái S-Cinetone S-Cinetone này ấy, là nó thuộc dạng Picture Profile, nằm giữa các Standard Profile bình thường và S-Log, có nghĩa là nó có nhiều Dynamic Range hơn các cái Profile bình thường, nhưng mà nó lại không cần phải Color Grading nhiều so với S-Log. Thì cá nhân mình cực kỳ thích cái S-Cinetone này, nhất là những cái job mà mình cần quay phát là xuất file liền, quay phát xuất file liền luôn. Thì mình khá là bất ngờ với cái S-Cinetone này là khi mình đưa lên da mặt của người. Lần đầu tiên mình phải khen là wow, picture profile này của Sony ra mặt đẹp vãi luôn đấy. Đó, thì đó là cái điểm cải thiện mà mình thấy là mình ưng nhất từ Sony. Tại vì đó giờ ai cũng chê Sony là cái skin tone. Thì do đó giờ ai cũng chê Sony về skin tone, thì mình thấy là riêng picture profile này mà các bạn quay trong môi trường ánh sáng kiểm soát được á, thì các bạn nên quay thử đối với mì ăn lên hay này nọ, nó cho ra cái màu thực sự là đẹp phê lòi luôn các bạn đây. Đó, cái đó là cái điểm duy nhất mình thấy ok. Mong là Sony có thể phát huy được thêm những điểm khác mà nó khiến mình về thốt lên là ô vãi luôn so với những cái này đó. Thì gần đây Tuấn Anh có một cái những cái chớp mà cần phải quay những cái nơi mà gọi là cực kỳ low light luôn đó, là những cái nơi mà cái vùng ánh sáng á, cung cấp cho cái môi trường á, rất là ít luôn đó. Những cái buổi tiệc chill chill đó thì Tuấn Anh có sử dụng A7S III, thì Tuấn Anh có thể chia sẻ các bạn là cái giải ISO mà Tuấn Anh sử dụng khi mà quay những cái sản phẩm đó, và nó có hữu dụng không, nó có chấp nhận được không? Thì lý do duy nhất mà mình đi quay mấy sự kiện đó, mình không chọn những cái máy khác ấy, mà là Sony ấy. Vì Sony nổi tiếng với cái việc là nó là một low light king. Với basic ISO, native ISO của S-Log3 là hình như là 200 đúng không? Mình sẽ để link ở dưới. Và second native là 12.800 lận. Thì thật ra là môi trường mình quay đợt vừa rồi ấy, nó không phải là low light nữa, nó thực sự là no light luôn. No light thực sự luôn. Mà không những là no light ở cái chỗ mình quay, mà nó còn có light rất là sáng ở phần sân khấu. Nghĩa là cái việc contrast của nó ấy, cái độ tương phản rất là cao. Thì mình nhờ vậy mà mình cũng có cơ hội mà sử dụng thử với cái S-Log3. Tại vì S-Log3 cái phần dynamic range của nó rất là rộng. Thì sau khi mình quay thử mình thấy là ồ, đúng rồi, những cái bữa tiệc no light và có light ở trên sân khấu rất là gắt ấy, mình thực sự chỉ có một option là Sony A7S III thôi, thì mới có thể handle được mấy cái việc ánh sáng thấp và low light tốt như vậy. Thì cái đó là cái lợi thế của Sony, lợi thế và cái ưu điểm duy nhất để mình chọn Sony over các cái máy khác là vậy. Là nó phù hợp với những cái bạn mà quay tiệc, nhà hàng, cưới rồi. Thì thường người ta hay tắt hoặc là quay sân khấu rồi này nọ đó. Thì cái vùng tương phản nó rất là cao. Vùng sân khấu thì có đèn, nhưng mà cái vùng của khách đó tối thui rồi. Đúng rồi, nhất là khi các bữa tiệc các bạn thấy đó, khán giả ngồi dưới thì tối thui rồi, nhưng mà trên sân khấu là rất là sáng. Thì mình chỉ còn cách duy nhất là S-Log3 thôi, để mình lấy được hết dynamic range đó. Thì đó là cái điểm mà duy nhất mà khiến mình muốn mua Sony. Thứ nhất là S-Cinetone, thứ hai là Low Light King, thứ ba là S-Log3 đó. Mình cũng có sản phẩm là quay, có cơ hội là quay được hai cái máy A7S III và A74 ở điều kiện low light, very low light, chỉ có một nguồn sáng top down từ trên xuống thôi. Là mình vẫn còn đang đi học và cái clip là mình làm bài tập về phim tài liệu. Thì ở đó thì lúc mình xếp một cái scene đèn, nó chỉ có một cái đèn Adin ở trên đầu đánh xuống, và A7S III và A74 nó làm rất tốt cái việc quay low light. Noise của A74 và A7S III thì mình cảm nhận noise của A74 nó nhỏ hơn so với A7S III. Không biết tại sao luôn, nhưng mà về hậu kỳ thì em lại thắc mắc là không biết lý do tại sao mà A74 là cái hạt noise ấy, nó nhỏ hơn so với A7S III. A7S III thì hạt nó bự hơn xíu, nhưng mà về cái mật độ noise ấy, thì hai cái như nhau, tương đương đồng với nhau. Ok. Ủa, cái này có thể là do cái native ISO không? Cái này do là thằng này Tuấn Anh chia sẻ đây. Theo mình được biết á, là hai thằng này là cùng một cái sensor là full frame, nhưng do bên này chỉ có 12 megapixel thì từng cái pixel bên này nó sẽ bự hơn, thì nó sẽ tiếp nhận ánh sáng tốt hơn, nên cái độ sensitivity của nó sẽ tốt hơn con này. Và tại sao lại là cái noise của con này lại là nhỏ hơn và cảm giác có vẻ pleasing hơn con này? Thì tại vì đơn giản và cảm giác con này trong low light là sharp hơn cả con này, là nét hơn á, là tại vì do là con này quay bản chất là nó là quay 7K nhưng mà downscale xuống 4K, và do megapixel của nó là 33 so với 12 nên về căn bản lý thuyết physics ấy, thì nó nét hơn con này, nhưng mà low light và mấy cái noise của con này lại dễ xử lý hơn con này. Đó lý do tại sao. Chuyên gia ơi, cho tiếng Anh một tay. Anh nói em biết luôn đó, anh chia sẻ em biết luôn đó. Thật sự điều này là tôi nhận thắc mắc rất là nhiều. Người ta mới có tiếng là thiết bị gia. Nghiên cứu về thiết bị. Ok, thì nãy giờ Tuấn Anh và Cảnh đã chia sẻ các bạn để các bạn lưu ý đến những cái điểm nào là gọi là cái thế mạnh để người ta chọn lựa về cái dòng thế hệ mới này của dòng A7. Ok, thì về cái low light, về cái dynamic range của S-Log và cái bây giờ cái S-Log chúng ta có một cái thế mạnh là chúng ta đã ISO nó đã xuống 200 rồi. Ngày trước chúng ta phải 800 chúng ta mới xài được S-Log3, thì cái việc đó nó cản trở chúng ta. Nếu chúng ta quên đem ND filter là nghỉ xài luôn. Ok, bởi vì ISO quá cao. Còn bây giờ ISO 200 thì chịu khó mình đóng khẩu lên một chút thì mình cũng có thể quay được với không ND. Đó, thì giữ được cái hình ảnh nó, cái quang học của cái lens nó tốt hơn, nó không có bị cản trở qua cái lớp kính của ND giảm. Hoặc là dù ND có mắc tiền nhưng mà chúng ta sẽ vẫn ám một cái màu xanh thôi. Thì cái việc mà chúng ta không có ND thì với cái ISO như vậy thì nó giúp chúng ta những điều kiện chúng ta có thể quay không ND luôn. Và về cái dynamic range thì với những cái dòng này thì S-Log thì bây giờ nó là dynamic range đã quá rộng rồi, nó rất là phù hợp với những bạn nào mà quay trong những cái điều kiện mà có độ tương phản cao như Tuấn Anh đó, quay sự kiện, quay những cái nơi sân khấu có cái độ tương phản về ánh sáng, chỗ tối chỗ sáng cực kỳ cao thì chúng ta vẫn giữ được chi tiết đó. Và cộng thêm về cái sức mạnh low light nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể an tâm trong cái quá trình sử dụng đó. Ok, chỉ cần lắp lên gimbal rồi cứ đi vòng vòng thôi, đó là có tiền, đúng không? Rồi, ok. Vậy thì nãy giờ chúng ta đã nói về những cái nhược điểm trong lúc sử dụng và cái ưu điểm trong lúc sử dụng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói lại cái kết đi về cái với cái chất lượng của sản phẩm và những cái nâng cấp này, với cái giá tiền hiện tại thì theo cá nhân của Cảnh và Tuấn Anh có đáng để sở hữu hai thiết bị này không? Và nếu những người nào chọn hai cái đối tượng, những cái đối tượng người dùng nào nhắm đến thiết bị này nó sẽ là ai, là ai, để mình chia sẻ các bạn những cái thông tin để khi các bạn chọn lựa mua thiết bị á, các bạn tránh tốn tiền cho những cái việc không đúng. Ví dụ như tự nhiên lúc đầu thấy có ít tiền cái quăng vô mua cái A74 xong cái thấy à 74 nó thiếu cái này cái kia, cái muốn bù thêm tiền mua A7S III, đúng không? Thì chúng ta chia sẻ với các bạn ở những cái đó. Ok, rồi bây giờ người dùng trực tiếp chia sẻ coi. Thì theo cá nhân của mình thấy nhá, là với số tiền mình bỏ ra để mua A74, A7S III thì mình thấy nó hoàn toàn hợp lý. Tại vì với số tiền nó, những gì nó mang lại cho mình thì mình thấy cảm thấy nó rất là hài lòng. Và các bạn là những người quay phim event, quay cưới hoặc là quay những sản phẩm TikTok và có cả chụp cho nó nữa thì A74 là một sự lựa chọn không thể nào tốt thích hợp hơn cho bạn. Nhưng các bạn là một người chuyên về quay phim, chuyên về sản phẩm, quay sản phẩm, chuyên về quay beauty hoặc là chuyên về quay event thì A7S III vẫn là sự lựa chọn tốt cho các bạn quay, tại vì nó low light tốt. Okay, low light tốt là A74. Rồi. Ok, thật ra đối với mình ý, thì nó lại thiên về hướng thực tế hơn. Nếu như job của bạn hoàn toàn là cưới hay là event kiểu dạng là solo operator nhiều mà các bạn có job đều luôn ấy, thì chắc chắn mình kêu là lấy con A7S III hay A74 là thực sự là đáng. Vì bạn lấy về tiền bạn sẽ về liên tục mà. Còn khi bạn lấy một con máy mà bạn lấy về mà bạn không thể sử dụng nó cho bất kỳ các cái job nào của bạn ấy, mà chỉ đại đa số cho sở thích cá nhân, mà một khi job tới các bạn lại phải thuê con khác ấy, thì nó sẽ không đáng mua. Lúc đó nó sẽ thực sự không đáng mua. Còn nếu mà mua về các bạn đi quay liên tục sự kiện solo hay là đám cưới này nọ thì các bạn mua thì mình nghĩ là trong thời gian ngắn các bạn sẽ phục hồi tiền khá khá đó. Còn nếu các bạn đã ít tiền mà chỉ mua vì đam mê thôi mà lại còn không có job này nọ, không cho đi thuê á, thì các bạn đừng mua chi tốn tiền. Đó là mình nói chuyện với quan điểm là thực tế là vậy đó. Ok, còn gì nữa không? Hết rồi. Ok. Rồi, ok, còn với nãy giờ thì Tuấn Anh và Cảnh đã chia sẻ với các bạn những cái mà như nãy giờ mình nói trước đó. Rồi bây giờ thì cái ý kiến và bây giờ là ý kiến của mình. Thì đầu tiên á, những cái đối tượng nào mà mình thấy hợp lý để sử dụng hai dòng máy này, đó chính là những đối tượng cá nhân. Những người dùng cá nhân họ cần run and gun, đó là làm việc nhanh lẹ để, và những cái nhu cầu sử dụng là cá nhân đơn lẻ, một body một lens, đi du lịch, đi chụp cưới, đi quay phim, đi quay phim cưới, quay event rồi nọ. Hai sản phẩm này rất là hợp lý. với cái nhu cầu của những người dùng cá nhân. Mình nói đây là mình nói với cái số tiền để bỏ ra với hai thiết bị này. Nếu mà bạn là một người làm mà có team, có nhóm và cần đòi hỏi những cái codec nó cine, nó chất lượng, nó cao hơn á, thì với hai số tiền bạn bỏ ra cho hai thiết bị này hoàn toàn có rất nhiều option cho các bạn lựa chọn luôn. Các dòng máy Lumix, các dòng máy của Blackmagic đó, Canon đó, rất là nhiều luôn nha. Và gần đây còn có Nikon nữa. Ok, Nikon thì họ mới ra cái RAW mới là Z-raw đó. Thì sắp tới không biết họ có mang đến những cái dòng máy mới ở cái phân khúc này hay không. Thì lúc đó chúng ta sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn nữa. Và tiếp theo về mình nói về cái khoản đầu tư cái body đi. Rồi xong rồi các bạn phải nhớ, các bạn phải lưu ý là các bạn phải bỏ tiền ra mua lens nữa. Nếu các bạn không có đủ tiền để hướng đến những cái G Master á, thì các bạn có thể chọn cái dòng lens Zeiss, các cái tiêu cự của Zeiss làm cho ngàm E của Sony đó. Rồi tiếp theo một cái điểm mà mình thấy nó cũng là một cái nhược điểm trong tương lai của Sony luôn, đó là cái ngàm của Sony. Thì nhân đây mình chia sẻ các bạn, thì các bạn phải biết là Sony là một trong những cái hãng đặt chân vào cái mirrorless với cái dòng full frame đầu tiên, cho nên cái ngàm của họ làm lúc đó nó có cái bán kính nhỏ nhất trong tất cả các cái ngàm của máy mirrorless mới sau này ở dòng full frame, giống như R, RF hay là của Nikon G đó. Thì những cái ngàm đó họ làm ra những cái ngàm lớn hơn rất là nhiều. Thì những cái ngàm lớn nó cho bạn cái gì? Nó cho bạn cái khả năng về tương lai làm những cái tiêu cự, làm những cái lens nó có cái chất lượng quang học và cái đường đi thẳng từ lens á, xuống mở được những cái khẩu nó lớn hơn, khẩu không chấm mấy, khẩu 1 đó, thì nó triệt tiêu những cái hiện tượng nhược điểm của quang học. Và Sony do họ làm cái ngàm này đã rất là lâu rồi, cho nên nó sẽ có những cái nhược điểm theo thời gian. Thì các bạn cũng nên lưu ý việc đầu tư cho những cái body của Sony và những cái dòng lens của Sony ngàm E đó. Ok, rồi còn về khoản mà gọi là đáng để đầu tư hay không, thì theo mình thấy là đáng. Ok, bởi vì thứ nhất á, là Sony là cái dòng máy quốc dân. Tất cả mọi người, bạn có gặp bất kỳ cái trường hợp lỗi, bạn muốn thuê đồ, bạn muốn mượn đồ phụ kiện gì, Sony bạn mượn rất là dễ dàng, mua rất là dễ dàng, tìm rồi chia sẻ những cái thông tin rất là dễ dàng luôn. Chúng ta xài thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng lớn để chúng ta chia sẻ, để hỏi những cái vấn đề mà chúng ta sẽ gặp đó. Thì còn về cái giá tiền á, thì cái giá tiền của những cái dòng A7 á, nó mắc thiệt, nhưng mà về cái giá trị theo thời gian á, các bạn nó giữ giá rất là cao. Ví dụ bạn làm 1 năm, 2 năm bạn bán lại nó không có mất giá bằng những cái hãng kia. Đây là cái điều chắc chắn, và hiện tại á, có thể bạn còn lời hơn cái lúc bạn mua nữa. Đó là chắc chắn nha các bạn, chỉ riêng dòng Sony ở Việt Nam hiện tại thôi. Bởi vì những năm nay là những cái năm gọi là khan hàng, gọi là bị khủng hoảng, thiếu chip bán dẫn trầm trọng, cho nên máy ảnh sản xuất rất là ít. Cho nên các bạn sẽ thấy cái giá retail nó là một chuyện, nhưng mà bạn lúc nào cũng phải mua cái giá resale hết á. Ok, và nó biến động rất là dữ. Ok, thì đây là những cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Rồi ok, thì tóm lại nãy giờ thì trong cái podcast này thì tụi mình sẽ muốn chia sẻ các bạn để các bạn có thông tin, các bạn hiểu về cái dòng máy này. Rồi những bạn muốn tìm hiểu mua những cái dòng máy này thì có những cái gì nhược điểm và ưu điểm gì các bạn cần lưu ý. Đó, vào qua cái người dùng trực tiếp sử dụng cái thiết bị này là Cảnh đã chia sẻ với các bạn, và Tuấn Anh cũng có sử dụng, còn mình thì ít sử dụng. Từ ngày mình qua Fuji thì mình ít cô rớ tới những cái dòng máy của Sony lắm, mà mình sử dụng cho cá nhân đó. Còn khi mà làm những chớp lớn thì mình sử dụng máy Cine là chủ yếu đó. Thì các bạn, đây là những cái ý kiến của tụi mình. Rồi hai bạn có muốn nói gì lời kết nữa không? Ok, vậy thì bây giờ Cảnh có chia sẻ gì về cái thông tin thiết bị của em không? Em muốn sponsor gì vô trong clip này hơn không? Bởi vì em mới start up cái equipment của em rồi đúng không? Thì em có thể chia sẻ về địa chỉ hoặc là những cái thông tin các bạn cần liên hệ, rồi những cái dòng máy mà bên em cần cung cấp đó. Thì anh chừa cái phần này để Cảnh sponsor chút xíu. Mình hiện đang là mở rental house chuyên về cho thiết bị ánh sáng và thiết bị làm phim. Thì địa chỉ của mình tọa lạc tại 272 Phan Văn Hớn, quận 12. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể qua bên mình sẽ sẵn sàng đón tiếp với các bạn, tất cả các bạn, và sẽ cho các bạn trải nghiệm thiết bị. Nhưng mà tại chỗ thôi. Okay. Trải nghiệm, và nếu các bạn không biết vấn đề gì về thiết bị, mình có thể chỉ dẫn các bạn. Mình chuyên về các dòng như Sony full frame mà mình không làm crop nhé, và về Pocket 6k RAW, tất cả các dòng lens Cine, để các bạn cần có thể liên hệ với mình. Ok, thì mình sẽ để cái link của Cảnh và link của equipment rental house của Cảnh ở dưới cái description để các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ Cảnh. Thì Cảnh cũng mới start up gần đây thôi, thì có những cái discount gì cho các bạn. Ok, thì trong một tháng sắp tới thì mình tất cả những bạn mới, tất cả những bạn sinh viên đang có những project cần làm thì mình sẵn sàng sponsor 50% hoặc 100% nếu như các dự án của bạn có tiềm năng. Ok, thì đây là cái sự hỗ trợ của Cảnh với những cái bạn sinh viên và những cái bạn mà đang có nhu cầu đó. Thì nếu các bạn có những cái dự án gì đó, các bạn có thể liên hệ Cảnh để trao đổi trực tiếp ha. Rồi bây giờ thì có lẽ là lời kết của video ngày hôm nay. Đến đây thì cái video mà làm về S3 Sony này không biết là có do mình lúc trước mình chê Sony quá không, nhưng mà làm những cái chớp mà liên quan tới Sony này hay gặp trắc trở, bữa nay cũng tới, bữa nay vẫn còn gặp trục trặc nữa các bạn. Đó là bị thiết bị gia chúng ta quên cái mic, cho nên mình phải bữa nay cho nên phải cầm mic truyền như vậy nè, chứ không có cái shotgun để mình ngồi mình truyền qua truyền lại nói chuyện cho nó dễ. Ok, thì hy vọng các bạn bỏ qua cái sự bất tiện này. Video có lẽ đến đây là kết thúc. Nếu có ý kiến gì các bạn hãy comment bên dưới và đừng quên cho mình một like, subscribe channel của mình để giúp mình cải thiện chất lượng video trong thời gian sắp tới. Cảm ơn Andrew, The Flying Andrew đã hỗ trợ cho anh với Tuấn Anh trong cái tập trước quay S3 nha, nhưng mà gặp trục trặc. Rất là cảm ơn em sự nhiệt tình. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye, see you next time.